Cô Bắp mến chào cô chú anh chị và các bạn gần xa trên miền đất nước nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ về chế một cái tay cầm cửa nha cả nhà. Thì ở đây là mình có một miếng la, đây là la 2 nha, và một miếng thép, miếng thép kẽm nha. Là ở đây mình có là ba khúc sắt là phi 6 nha cả nhà, phi 6. Giờ mình sẽ chế một cái tay nắm của cửa. Thì mình mở ra mở vô, mình có một cái tay nắm mình nắm cho nó dễ nha cả nhà. Thì mình hướng dẫn đây, mình chia sẻ là cách để làm tại nhà. Rồi mình cũng mời cả nhà và các bạn theo dõi mình làm như thế nào một cái tay cầm nha. Thấy kênh mình hay hữu ích nhớ đăng ký và chia sẻ cho mình một like nha cả nhà. Chân thành cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Rồi, ở đây là mình có một cái khúc này là la 2. La 2 phân, mình cắt là 1 tấc 4 nha cả nhà. Đây là la 2 phân. Ở đây là một cái miếng thép bằng kẽm. Thì này là 4 phân nè. Một chiều dài một lát nữa mình sẽ cắt cho cả nhà xem. Còn đây là ba cây sắt phi 6 đó, để làm một cái tay cầm cho tiện lợi nha. Mình làm chia sẻ này ở tại nhà nha cả nhà.